nồi canh bí đỏ, nước cốt dừa mình vừa mới nấu xong. Béo thơm nhưng mà không có ngán. Mời các bạn cùng vào bếp theo dõi mình làm món này nha. Mình có được nửa kg bí đỏ. Mình đã gọt vỏ, bỏ ruột bên trong, bỏ hột, rửa sạch sau đó xắt thành những cái miếng như thế này. Đây là nước cốt dừa. Mình mua cái lon nước cốt dừa như này nè các bạn, dạng kem á các bạn. Để mình bí đỏ cho nó ngon nha. Mình có một ít cà rốt, khoảng nửa củ cà rốt nhỏ nhỏ mình xét lát ra. Một ít hành tây mình đã xét xét mỏng ra. Đây là một tai nấm mèo, ngâm nước, rửa sạch sau đó cắt ra những cái miếng như thế này, không cắt nhỏ cũng không cắt lớn. Còn đây là nấm hương. Nấm hương mình đã ngâm rồi, đã rửa rồi. Nấm hương mình cũng không định cắt nhỏ, mình chỉ cắt làm hai hoặc làm ba như thế này thôi. Mình có thêm ít muối mít để mấy cái xơ lớn lớn này ăn cũng rất là ngon, còn tùy các bạn không thích có thể bỏ ra nha. Đây, đây là hai khúc củ mì đã luộc chín rồi. Và đây là hành lá mình xét nhỏ ra, một quả ớt và một củ hành tím. Mình có một cây tàu hũ kỳ, mình ngâm nước và cắt ngắn ra khoảng chừng này. Nếu mà các bạn thích có thể là đã các bạn cắt ra như này. Cắt dập nó nhỏ bớt ra. Ngoài ra mình còn một ít đậu phộng rang nữa. Bây giờ mình sẽ vào bếp nha. Tắt cái son lên bếp. Cái dầu mình đã phi hành rồi đó các bạn. Dầu hành phi của mình đó. Nấu cái món này mình dùng dầu phộng cho ngon nha. Mình bỏ một ít đầu hành trắng vào. Rồi thả tàu hủ tiêu của mình vào. Mình sẽ đậy vung một xíu để nó banh quá. Mình muốn tàu hủ tiêu nó hơi xém xém một tí cho nó ngon á các bạn. Mình bỏ vào đây một xí muối thôi. Bỏ nấm hương và nấm mèo vào. Bỏ cà rốt vào. Bỏ vào một thìa ăn canh xì dầu. Mình xào cho nó chín và thấm gia vị. Múc hết cái này ra. Bắt lại cái chảo lên bếp. Bỏ cái nước dừa của mình vào. Trong nước dừa bao giờ cũng có một cái lượng dầu dừa rất là ngon. Nếu mà các bạn ăn thuần chay thì có thể dùng hành Barô nha. Không cần dùng hành tím. Vét hết cái nước cốt dừa ở trong cái dĩa. Mình bỏ thêm một dĩa ăn canh nước cốt dừa nữa cho nó đủ nấu. Mình nhìn thấy hơi ít. Đây, nước cốt dừa của mình sôi lên đó, bắt đầu khô lại và chuẩn bị chuyển sang dầu dừa các bạn đó. Nó bắt đầu thơm mùi dầu dừa rồi đó, các bạn thấy không, cạn và thơm mùi dầu dừa. Bắt đầu bỏ bí đỏ vào. Hạ lửa xuống để từ từ nha các bạn, để nó cháy thơm ngon đặc sắc. Bỏ vào một thìa ăn canh đường. Chuẩn bị mình nấu trước một ấm nước sôi, mình chế vào và chỉ chế ngập ngập bí đỏ thôi. Đậy vung lại nấu để cho bí đỏ nó rền ra. Sôi trên bếp như thế này mình nấu là khoảng 15 phút nha. Trong thời gian chờ đợi thì mình đi bẻ đôi cái củ mì bỏ sơ và xé nhỏ mít ra. Tất cả cái củ mì hay mít gì mình đều xé ra những cái miếng nhỏ nhỏ như thế này các bạn. Mình bỏ tiếp vào đây là một thìa ăn canh nước tương nữa. Cái món này nó ngọt thế, nó ngon nghe các bạn. Mình bỏ tiếp vào đây 1/2 thìa đường. 1/4 thìa cà phê muối. Chỉ có bí đỏ, còn lại mấy cái khác nó nhanh chín, không có phải hầm nghe các bạn. Mình rắc vào đây một xíu tiêu. Rồi, được 10 phút rồi. Bỏ củ mì nè. Bỏ củ mì vào trước nha các bạn, để cho nó mềm ra nha. Cái này cái sơ mình bỏ ra. Nãy mình lựa rồi mà sao nó sót á các bạn.
củ mì mà mình nấu chín mình bẻ ra mình bỏ vào đây, tí nữa nó sẽ làm cho cái nước canh của mình dẻo dẻo sánh sánh nha các bạn. Nhưng mà cũng chỉ bỏ vào một lượng ít ít thôi, không có bỏ quá nhiều nha, vì bí đỏ nó cũng làm nó cũng bùi á. Mình sẽ thử miếng bí đỏ này, khi nào miếng bí đỏ mình mà mình thử mình thấy nó mềm đó, đó mềm như thế này là được rồi nha các bạn. Tiếp tục bỏ hết cái hỗn hợp hồi nãy mình xào lên á. Nước cốt dừa mình đem mình xào lên như thế nó keo lại và nó ra cái tinh dầu dừa rất là thơm. Cái lúc này các bạn nêm nếm và thích mặn hơn thì thêm một tí nước tương. Khi mọi thứ đã chín, đã nêm nếm vừa ăn rồi thì mình bỏ mít vào. Rồi canh này ăn đặc đặc như thế này nó mới ngon nha các bạn. Các bạn ăn với bún cũng được, bún khô cũng được, bún tươi cũng được. Hoặc là bẻ bánh tráng ăn cũng được nha các bạn. Hoặc là ăn không như thế này cũng rất ngon. Nếu mà thích thì các bạn bỏ vào đây một xíu bột ngọt nha. Mình bỏ hành tây vào, lửa riu riu này cho nó ngon nha các bạn. Đây, cái nồi canh chay của mình đó, sắp xong rồi các bạn. Có thêm vài hạt đậu phộng. Mình rất là thơm mùi dừa. Miếng bí nè, bùi bí mỏi nó rụt ra này các bạn, đụng vào là nó rụt ra, ngon lắm. Đây là cái nồi canh bí đỏ nấu với nước cốt dừa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình vào bếp. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.